Ui, cơ kia cắn anh em ơi. Cơ kia cắn anh em ơi. Con gì không biết. Ôi, vào bờ. Vâng, hello và xin chào 500 anh em đã quay trở lại với Phương Thảo Viết Sinh. Thì các bác có thể thấy em đến đây trời mưa to quá anh em ơi. Mưa dã man luôn đấy. Đợt này ở Hải Phòng thì nó toàn như kiểu là ảnh hưởng của giông bão đấy. Mưa cực kỳ to lớn luôn. Hôm nay thì em đi mấy anh em nữa, mấy anh em nó đang cơ nảy nội ở kia chưa vào được các bác ạ. Đang đi ăn sáng, em đi trước. Đi trước phải đánh sớm mẹ. Mưa quá. Giờ chắc là phải mặc cái áo mưa xong rồi anh em ta ra ném lăng xê các bác nhé. Mưa gió dã man quá. Ra đồ anh em ơi. Hôm nay đi em mà quên không cầm cái quần mưa. Có một cái áo rồi. Để chạy đi. Cái gì nó kêu ấy. Ướt hết cả bên trong rồi con này. Mưa gió thì câu nó hơi cực một chút mà được cái này nó mát mẹ nó dễ được cá to thì anh em rất là chịu khó đi các bác ạ. Mưa to thế nhỉ. Ui sống chết đấy. Chấm xe các bạn ơi. Để hết quần. Hôm nay em mang 6 cần đi, nhưng mà tạm thời chắc là sẽ ở ra 4 cần trước các bác ạ. Để mưa to quá. Cho 2 cần này vào, nếu mà lát mà trời nó có mưa hoặc là cá nó có cắn mạnh thì sẽ ra thêm 2 cần nữa. Được hết rồi các bác ạ. Bò rồi, đúng rồi đây. Được. Ui, cơ kia cắn anh em ơi. Cơ cắn anh em ơi.
Ui, cờ đá cá, ấy cờ đá cá anh em ơi, con này cắn rồi. Ui giời ơi, đóng rồi, lấy vợt em ơi, đóng rồi, bò nó vào mấy con kia mất. Ui con này to đấy em ơi, ui nó chạy áo quá. Đến mình thích. Ui khéo khăn nó mang, sợ mắc vào dây mấy cây cần kia. Mắc rồi. Đấy chưa? Ừ em bỏ đuôi vật đâu, nó mắc vào vật bây giờ. Cứ bỏ vật đó. Đến xào từ từ. Ui này to đấy. Ui gì đây? Ui rồi. Cứ cho nó chạy. Ui quá wow. Trắng rồi. Ai à. Ui chấm đen anh em ơi. Ui ngon. Ui vật hứ mồi vẫn còn, vật. Phê. Quá mà. Tuyệt vời. Ok, nhanh lên. Rồi ok. Chấm đen anh em ơi. Ui con này đóng vào bụng các bác ạ. Chứ là nó vướng vào mấy con kia rồi. Ăn. Ui. Dậy khỏe thế. Cái con này ăn sao vào bụng nhỉ? Trong con này đúng là đi qua mắc vào bụng các bác ạ, chứ không ăn vào mồm. Này em ơi, con này đi qua mắc vào bụng các bác ạ, chứ không ăn vào mồm. Thành niên số nhỏ. Để lấy cái giọ. Bật hết đây. Cứ bình tĩnh. Phê anh em ơi. Nó kéo quả kinh hồn thật. Vào. Ok. Cái này nó rối hết rồi các bác này. Nó mắc mấy cần nên bây giờ em gỡ xong này mới ra mồi lại sau các bác nhá. Mồi vẫn còn nguyên anh em ạ. Này, đánh xong rồi cùng mồi nó vẫn lên cá, cùng mồi vẫn còn nguyên các bác ạ. Mồi này vẫn đánh được tiếp các bác nhá. Chẳng ảnh hưởng đâu. Mồi tam nó ít thì vẫn đánh ok. Nên cá mà không mất mồi thế nào đỉnh cao. Quay máy cho nó căng. Cứ cho căng rồi. Đấy. Rồi cần cắn nhanh. Xung dây anh em ơi. Ui. Ê cắn rồi. Đóng rồi. Kìa. Bỏ luôn. Bỏ mày luôn. Bỏ chuồng nó kêu các bác này. Mình đang đứng ở đây nó cắn. Á nhỉ. Vật đi, lấy vật đi. To đấy, này cho to đấy. Thôi con này ra rồi, không bị mắc. Ui, đẹp à. Đẹp em ơi. Bú lại trong này. Đây nào. Đi đấy. Ui, không ạ. Vẫn còn mồi, còn ăn mồm. Chạy lên cuộn anh em ơi. Con này to. Con này to phết này. Con này bằng con vừa lấy em bong nhỉ. Rồi lấy bằng đấy. Con này to phết đấy này. To đấy. Đang đứng ngắm thằng em một tí thì nó cắn nó lôi luôn các bạn ạ. Xem nào. đẹp. Rồi, vào rõ nhé. Rõ anh thấy ở trên. Đấy, đằng kia. Trồn lắm các bác ạ.
Ui dài chạy đâu, hai con, hai đen anh em ạ. Cùng mồi vẫn còn nguyên anh em ơi. Đấy, con này ăn vào mồm, mồi vẫn còn nguyên. Đánh tiếp. Mồi vẫn còn nguyên các bác này. Đánh được cá, mồi vẫn còn. May quá em lại quay được luôn cái cảnh này, nó giật giật thì đang đứng ở chỗ thằng em xem. Thế là nó kéo luôn. Cái lưỡi này, cái này nó nhiều lưỡi các bạn, nên các bác vợt cá phải cẩn thận. Vợt vào phải cá cho nó vào cùng vợt, chứ mà nếu mà cá mà không vào vợt mà lưỡi mắc vào vợt ấy là dễ mất cá lắm. Rất nguy hiểm. Kể ra đánh cái này anh em phải có cái vợt to, lưới mắt lưới to đấy. Như kiểu là vợt nục ấy thì ok nhất. Nó đỡ mất cá, nhưng không còn cá to cái mà nó mắc vào thì mất cái rất là tiếc. Thế qua nhìn em gỡ lưỡi này còn mắc lưỡi kia này. Rồi khả năng ném tiếp các bác ạ. Này ném tiếp chứ không cần phải thay mồi. Còn nguyên. Câu được cá mồi vẫn còn nguyên. Thế là đẳng cấp. Nó sẽ nhàn cho anh em mình rất nhiều trong cái công cuộc câu kéo. Vào luôn. Được cá mà không mất mồi này. Lấy cần cắn này, cần cắn. Ui, đóng. Đóng rồi, đóng rồi anh em ơi. Ui, gì đây? Ông anh em ơi. Wow. Ui trời ơi. Cá to anh em ơi. Con gì nhỉ? Ui, bóng rồi. Con này cắn anh em ơi. Đó. Ôi kìa, không mắc dây anh em ơi. Ôi kìa, không mắc vào kia đâu. Đó đấy, lấy cái vợt. Đóng rồi anh em ơi. Cho nhỏ pin lượt đòn đấy. Ui trong ai à, trong này. Đen. Ui đẹp phết. Vào đây, lên ok luôn. Chạy em sao? Ôi. Ngon luôn. Còn to đấy. To đấy. Phê đừng có con đen nữa bác, trơn quá. Ê, gỡ anh bác, trơn. Rồi đóng thẳng mồm con. Mắc cá vào nữa. Đẹp đấy, con này to đấy. Ui, cháu phải gỡ cẩn thận. Ê. Cầm chắc. Ô, này mưa mát trời đánh phê thật. Cầm chắc người đấy kìa. Các bạn nhìn nó đánh mưa mát trời đánh phê chưa? Ôi dậy. Ui đã đã anh em. Anh em nhá. Mát trời. Quá đẹp luôn. Ok quá. Trời quá các bạn ơi, đi ngã nó lộn thử lẫn chưa?
Các bác thấy mồi á không đánh. Từ sáng đến bây giờ cá ăn lên lên cá vẫn còn mồi. Vẫn ném luôn được các bạn. Vượt thì bong mất rồi này. Tính kèo mới là vẫn bong. Ném luôn các bác nhá. Ui à. Ui à. Con gì đấy nhỉ? Ui à. Vào đây, vào đây. Ui ôi. To phết anh em ạ. Con gì không biết. Ôi, vào bờ. À. Ui. Đen to anh em ơi. Đen to. Ôi giời ơi. Khoa. Kẹo. Khoa máy vào nào. Đấy. Ô. Đẹp luôn. Ôi. Ui, con này to phết này. Úi giời ơi. Đẹp chưa anh em ơi. Wow. Con này to hơn mấy con vừa lấy. To nhất so với mấy con vừa lấy rồi anh em ạ. Quá ok luôn, mồi vẫn còn nguyên. Cảm ơn. Con này to đấy anh em ạ. To hơn nữa kia. Tâm chắc. Ôi chắc. Con này bự phê chưa anh em ơi. Con này chắc khoảng phải được 2 cân anh em ạ. Quá đẹp luôn. Ok. Cho túi. Cho rõ nhá. Ngon luôn. Con này khả năng là anh em có bữa rồi. Bữa trưa rồi. Ngon. Được bữa trưa rồi anh em ơi. Quá bẩn luôn. Anh em hôm nay đánh này. Quay một buổi sáng. Một buổi sáng của mấy anh em này. Về chưa. Được rồi các bác ơi, hôm nay anh em đi đánh gặp đúng đàn luôn. Thế bắt con to nhất ra nướng các bác nhé. Rồi, lấy kia.
để úp lại nhá. Úi rồi đổ chấm. Ui ngon. Úi sao. Ôi, anh em ta thưởng thức món này. Hôm nay bọn em đi xuống đây cày cuốc rất là bẩn, thành ra là chỉ nướng con cá, không có đồ đạc thì uống cùng các bác ạ. Nhưng mà sao, đang đói thì cá này sẽ rất là ngon các bác ơi. Phê lắm. Nóng quá, nóng quá. Miếng này ngon này. Đúng đói em gì cũng ngon. Đang vừa có miếng nữa tính này cây. Dạ. Phê thật các bạn. Rồi, mời các bạn cám anh em nhé. Cá này ăn thì cực kỳ dai và ngon các bạn. Đói ăn ngon thật. Phê. À, anh em ngồi đi. Qua ghế mà ngồi. Thôi ghế, anh tí ngồi luôn rồi. Cá ra từng thứ một các bạn. Ăn phê thật. Ngon. Con này chắc ngoài 2 cân thôi, không to lắm. Và trong thịt. Đây các bạn nhìn những cái mứ thịt của nó thành thớ này, cá này ăn thế này nó mới ngon. Phê lắm các bạn, đang nóng mà ăn xuống. Ngon thật. Thịt cảm giác nó ra như thịt gà các bạn. Cá này ngoài nó khỏe, cá cũng sướng. Các bạn, thịt ăn rất dai luôn, nó tanh như kiểu thịt gà ấy, nhai nó không bị nát. Ăn phê thật. Anh em bọn em ăn xong rồi, bây giờ khả năng là anh em sẽ thu đồ về quá nhá. Hôm nay là nục móm giật các bạn ạ. Thì nó nhiều cá con quá, toàn cá rói con ấy, nó vào ổ tụ nó đi đè nắp phao phao này. Em giật lên toàn con 1-2 đồng ngón tay. Bữa cũng có một con đây đâu. Cá con phá quá. Mỗi mùa gạch đánh đằng xê em thấy là ok. Mùa này nó lâu tan các bạn. Cá con nó vào nó cắn ấy thì là nó mình đánh bằng lưỡi to nó không bị không nó không hút được các bạn, nó không hút được cái lưỡi. Thành ra là mấy câu hàng to. Chứ mà nếu mà các bác đánh lưỡi bé quá ấy, cá nó hút được lưỡi thì nó cứ rung rung suốt ngày và nó chết ở đấy thì cá to nó rất là khó vào. Đánh các bác đánh lưỡi 12 này vừa tầm các bạn. Tôi em thu đồ về đây. Muộn này.